tất cả các bạn nha. Thì hôm nay là thứ tư 25 tháng 1 các bạn, tức là hôm nay là mùng 4 Tết nha. Thì hôm nay mình cũng bắt đầu ra vườn hái xoài để khai trương các bạn ơi. Thì hôm nay mình tiếp tục hái Đài Loan bao vàng nha. Thì như thường mình đã nói, kênh mình thì không có chuyên về báo giá nha các bạn, nhưng mà mình có xoài thu hoạch đó thì mình hái và mình báo cáo cho các bạn để các bạn tiện nắm tiện theo dõi thôi. Thì hôm nay cũng là đầu năm mùng 4 Tết các bạn, mình cũng kính chúc tất cả các bạn nha, năm mới được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha các bạn. Đây là các quả lộc của mình các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, thì hôm nay mùng 4 Tết thì dựa điện mình hái khai trương Tết các bạn. Thì cũng mới vừa hái xong các bạn ơi, tầm khoảng 13-14 sọt thôi, chắc tầm khoảng cỡ 500kg thôi các bạn ơi. Thì hái khai trương á, với phần hôm nay cũng mình cũng cúng Tết ở nhà nữa các bạn, mùng 4 nha. Nên cũng hái không có nhiều nữa các bạn ơi, chắc có lẽ là qua cỡ 10 á, thì mấy hái mấy gỗ mới nhiều. Rồi thì hôm nay á, xài Đài Loan xanh vàng các bạn, xanh thì 19k nha, vàng thì 20k, thì 29, còn xài xanh thì cũng là 19 chín luôn các bạn ơi, dạt luôn á, cuối cùng bỏ luôn á thì 2k nha. Thì như thường mình đã nói nha, mình bán bao nhiêu thì mình cập nhật báo bao nhiêu cho các bạn tiện nắm tiện theo dõi thôi. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng có tiếc like nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.